Chào bye bye. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và chúng mình là em Check. Đi đâu đấy? Đi đâu Check. Ngày hôm nay sẽ là một số vô cùng đặc biệt vì em Check lâu lắm rồi mới ra ngoài như thế này, chắc là từ số từ 2 năm trước ấy. Đâu, từ số chị với mình anh. Ừ thì đấy, thì chả là 2 năm trước. Đấy, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quyết định có mặt ở trên con phố Lương Văn Can, Hà Nội để kiểm chứng những món đồ chơi bay. Lý do vì sao hả chị? Chuyện là bọn mình mua đồ trên Shopee. Thế là bọn mình cảm thấy là nó vớ vẩn quá, bọn mình sẽ lên trên phố để xem là những cái tiệm đồ chơi original người ta bán những cái gì mà nó có vớ vẩn như Shopee không. Thực ra là bọn mình đã định quay hai sản phẩm này rồi nhưng mà nó hỏng, các bạn hỏng trước khi quay luôn và không thể quay được. Bây giờ thì sẽ đi lượn qua một vòng để xem là các gian hàng để xem Vi sẽ mua gì cho con của Vi. Sao phải là con của chị lớn hơn em à? Sao không đẻ à? Hỏi bên mình có mấy loại đồ chơi mà bay được không ạ? Bay được ạ? Công chúa bay. Ui, tức là khi mà ấn thì công chúa này sẽ bay lên à? Ui, có các sản phẩm nào nó mấy bé rẻ rẻ hơn không anh? Nó bay được thật không anh? Tức là ấn nút thì nó bay lên trời ấy ạ? Bài này mà không được 100.000 view, bọn mình không đi test đồ chơi nữa. Sao các bạn kiểu, tao cần chúng mày test đồ chơi? Em cũng thích công chúa lắm nhưng mà... Thấy chưa anh Phong, thích cảm ứng. Thích cảm ứng á, nhưng mà xe máy bay hay hơn mà. Thôi được rồi. Con thích thì mẹ chịu. Nhưng mà con cần tiền à mẹ? Ôi Vi ơi, cái máy làm kẹo bông này. Ôi, ở trên này cũng có mọi người. Trông nó còn xịn hơn. Cái này bao nhiêu đây anh? 2 triệu giảm 1 triệu bán. Cái bắp này có thành công thật không anh? Có làm được không? Không làm được. Thế mà anh bán. Nhưng mà anh ấy cũng bảo luôn là không làm được còn gì. Ai mua thì mua. Thế sao mình phải mua rồi trên Shopee? À tại nó rẻ. Chị ơi, búp bê. Ai mà thích búp bê cơ chứ? Em. Tao không thích. Ngày xưa mình có một thế giới búp bê các bạn ạ. Xong rồi mình thích Barbie lắm nhưng mà bố không mua cho mình. Thế là mình quyết định không thích nữa. Đây là bộ chăm sóc thú cưng. Tức là mình sẽ mặc váy và mặc. À nếu mà bạn không được mua chó đúng không? Cái đấy cũng. Ê, cái này là cái Hà thích này. Cái mà quả trứng đi xong rồi nó có một cái con thú bông ở trong này. Hà thích à? Ừ. Ừ thế thôi, lần sau Hà lên đây mua nhá. Em không biết mặc cả. Chị ơi, có thể mặc cả luôn. Tại vì em không biết mặc cả. Chị bảo luôn là anh chơi bao nhiêu để em. Em mặc cả vòng á. Thì nhưng mà mình không có thói quen đấy. Thôi được rồi, lần sau Vi sẽ là người đi trả tiền cho chưa? Xin cảm ơn. Ôi ngại quá. Lấy chưa, đồ giảm 2.000. Chúc là đi mua đồ ở đây sợ lắm mọi người. Mình chỉ cần nói một cái gì đấy là mình sẽ bị chủ quán lừa mất. Kiểm chứng một sản phẩm vừa mới mua có mức giá là 470.000 và hai sản phẩm mà chúng mình đã mua trước đó có giá là trước giờ ta vừa kiểm chứng bao nhiêu cũng cất 70.000, còn cái này là 75.000 hoặc có ma thuật. Mình sẽ để cái video của hai sản phẩm này ở đây cho các bạn xem là tại sao mà mình lại mua nó chứ không phải tự nhiên mà mình đi mua cục cất và quả có ma thuật về đâu. Cái ma thuật này thì nó sẽ đi kèm một cái gọi là cái điều khiển bằng Bluetooth. Thử luôn cho các bạn xem nhé, đây nó sẽ có một cái nút này và một cái cổng sạc. Cổng sạc thì micro USB bình thường thôi. Đấy, mình sẽ bắt chiếc qua điện nó sẽ như này các bạn hiểu không? Nhưng mà cái này nó đang bị lệch sang bên phải. Tại vì là sau 3 lần bọn mình chơi thử nó đập vào tường thì nó đã bị lệch. Châu nó phải ngầu lên. Thì mọi người sẽ chơi theo cái kiểu là lắc nó lên nó sẽ thành một cái boomerang ấy. Đấy, nó sẽ bay về phía mình ấy, hiểu không? Đấy. Alo, alo. Về đây mà, về đây mà, về đây. Thôi tao đi chạy theo mày. Em phải cầm điều khiển đấy Vi. Mày cầm điều khiển đấy, mày không rút ra đi à? Có đứa em mắt lòng mắt dạ cầm điều khiển. Đứng cười chị, đưa đây. Phải chia cái này vào đây. Chia cái đầu này. Cái này không phải Bluetooth nha mọi người. Cái này là hồng ngoại. Bây giờ sẽ đến lượt em thử cục cứt. Cái cục cứt này ban đầu là mình sẽ phải đặt tay nó ở dưới. Trước đặt tay mình ở dưới nó mới nhận cảm ứng của mình thì nó chạy. Có khả năng là Vi thả tay ra thì mình sẽ mất cục cứt này luôn. Nên là xin mời Vi. Anh camera sẵn sàng chưa? Không
không nó bay thấp lắm mọi người ạ. Thấy chưa? Chạm đất thì nó bay lên. Ừ đúng rồi. Ô hay vậy, mình hết cục kích này rồi đấy. Sao mày đá cục kích? Đá cho bay cao lên. Ê nhưng mà cái này, ê nhưng mà cái này chết rồi anh không? Nope. Không bắt được. Thế làm nào ạ? Mày phải bắt đủ nhanh. Chết rồi. Cứt ơi, bay xuống đây. Sao không được? Alo, cứt ơi. Em ơi. Nope. Chị ơi, làm nào bắt nó? Vâng, anh cameraman đã phải vào giúp chúng tôi. Tại vì là nếu mà chỉ định kiểu cầm tay vào để bắt nó ấy, thì nó lại bay ngược lên. Người bắt cứt chuyên nghiệp. Nó chơi đá cầu hay sao? Tao phải quay lại cảnh này mới được. Ôi trời ơi, cục cứt đáng thương. Theo như mình đọc ấy thì chất liệu của hai cái này nhìn nó ọp ẹp vậy thôi, để cho rơi nhiều lần thì nó vẫn gọi là chống trụ được. Thế nhưng mà mình thấy là mới rơi có 3-4 lần là nó đã kiểu rung bần bật xong rồi bắt đầu hỏng rồi ấy. Với lại cái này nó bị một cái hiện tượng đó là nếu mà va đập quá nhiều lần ấy thì nó sẽ bị nghiêng nữa. Thật với các bạn là trước quả cầu này mình có mua thử một quả khác màu đỏ rồi và mình đã làm hỏng nó ở văn phòng. Trong khoảng 4-5 lần bị va chạm rồi ấy, nó đã bung cái giải đèn này ra làm một đấy xong rồi quạt các thứ nó kiểu rồ lên rồi ấy. Thế là nó chất lượng hoàn thiện nó cũng ok lắm đâu. Nên là chắc cái này mua về chơi được vài ba lần. Với lại cái em thích nhất của quả cầu này ấy, là cái khả năng boomerang của nó ấy. Nên là để quay lại khi mà mình ném ấy, nhưng mà có vẻ như là nó không làm được tốt cho lắm. Hôm nay nó cũng làm được một lần. Ok, cảm ơn chị đã bênh vực nó. Nhưng mà còn về cục kích này thì thực sự là chúng mình bị bất ngờ. Bởi vì ở văn phòng thì cái phòng nó cũng không phải quá to ấy, nên là cứ bay một tí nó bị đập vào tường, mà đập vào tường cái nó rơi luôn đất. Đúng rồi, tại vì là cảm biến của nó ở dưới đít hay sao ấy. Nhiều khi mà mang lên đây chơi thì lại khác các bạn ạ. Vui lắm mọi người ạ, vui vãi. Đặc biệt là chúng mình vừa phát hiện ra thêm một công dụng nữa, đó là làm cánh quạt khi mà các bạn ra ngoài đường bị nóng. Đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ kiểm chứng xem sản phẩm mà lúc chúng mình mua ở phố Lương Văn Can. Nhưng mà công nhận là mua ở mấy cửa hàng trên này lúc nào cũng sẽ rất là đắt ý. Để mình search trên Shopee trong cái sản phẩm y hệt như thế giá bao nhiêu. Tiếp tục là một sản phẩm gọi là cảm ứng à? Get cảm biến. Control. Cái này nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái cảm biến ở xung quanh và một cái ở cuối. Và ở trong hộp này thì cũng không có gì nhiều, một tờ dẫn sử dụng này, hai cái kính quạt thay thế và một cái dây sạc đang ở trong cặp anh cameraman. Chất liệu của nó thì cũng là kiểu khá là mềm ý, nhưng là rơi mình nghĩ là ok, nhưng mà trông hoàn thiện nó cũng ok hơn hai cái sản phẩm 70.000 kia của mình. Lúc nãy mình search trên Shopee thì giá trên Shopee là 350.000. Đây ở dưới này sẽ có một nút bật duy nhất và một cái cổng sạc thôi, cũng không có gì đặc sắc cả. Giữ một lúc mà nó sẽ lên và cái này hay ở chỗ là mình sẽ phải tung lên thì nó sẽ chạy ấy. Oh. Mình úp ngược cái sản phẩm xuống là nó sẽ tự tắt nha mọi người. Tại vì cái này có nhiều cảm biến hơn ý, nên là nó bay ổn định hơn cục cứt. Cái cục cứt nó chỉ có một cái cảm biến ở phía dưới ý. Thế nên là nó mà đụng vào hai bên ngang là nó sẽ chết luôn. Game on. Ok. Không chơi được như người bán hàng giới thiệu đâu mọi người. Đây, từ. Rồi, bọn mình quyết định là đã sạc thêm một lúc nữa để xem là nó có khỏe hơn không. Tại lúc nãy mình thấy là nó hơi yếu, hơi đuối, nó hay bị chạm đất liên tục các bạn thấy không? Mà trong khi là nó có cái cảm biến ở dưới này, đáng nghe nó sẽ như cục cứt là nó sẽ không chạm đất cơ. Thôi mình sẽ thử lại. Ê, nó đi đâu đấy? Công nhận mọi người ạ, nó bay ok hơn lúc nãy rồi này. Nó có lực hơn đấy. Thôi cảm biến nó tốt hơn, nó đỡ chạm đất hơn hẳn. Được như thế đâu. Thế chưa, Vi lại tiếp tục đuổi bắt với cái UFO không bao giờ dừng lại. Tóm lại là nó chỉ chơi được như cục cứt bay thôi mọi người. Mua cục cứt bay đi. Nó không rồi. Chơi được kiểu là người này truyền ra cho người kia như là hướng dẫn sử dụng. Không phải đâu, tao nghĩ là anh ý bịa ra để mình mua ấy. Anh ấy bảo là có thể chơi kiểu hai người đứng đối diện nhau xong đẩy qua đẩy lại cơ. Cái này nó không hoạt động như thế. Để tổng kết thì sản phẩm mình thích nhất lại là cục cứt bay. Mình cũng không ngờ, tại ban đầu mình khá là ghét bỏ nó. Chơi trong phòng thì không chơi được. Các bạn nên mang ra những không gian rộng như kiểu sân hay là phố đi bộ chẳng hạn. Khá là ok, nó sẽ không bay đi mất được đâu. Thật ra là ngày hôm nay cái mục đích của mình lên đây mua những cái sản phẩm như này ấy, là để dìm hai cái sản phẩm mà mình mua ở trên Shopee ban đầu đấy và đề cao những cái sản phẩm mà mua ở trên Văn Can. Tuy nhiên thì khi mà lên bọn mình nhận ra là
không phải sản phẩm đắt là sẽ quá là có chất lượng các bạn ạ. Không thể phủ nhận là sản phẩm này thì cái độ hoàn thiện nó cũng tốt hơn. Cũng tốt hơn và đập các thứ thì cũng không thấy là bị móp, bị méo hay là bị lệch gì cả. Tuy nhiên thì chơi cái này mệt quá. Mình nghĩ rồi, mấy cái trò này là dành cho những người không có bạn ấy. Chơi một mình các bạn ạ. Thực ra mình thấy cái mức giá là 470.000 thì nó vẫn khá là đắt cho một sản phẩm như thế này. Biết là đồ chơi trên này nó cũng sẽ đắt hơn, tuy nhiên thì là mình đã kỳ vọng nó sẽ chất lượng hơn rất nhiều ấy. Nhưng mình nghĩ là chơi nó sẽ hay hơn cơ, nhưng mà không, nó cũng chỉ đến thế thôi. Và đấy là một số kiểm chứng vô cùng là năng động, nhiệt huyết của em Trinh. Thở không ra hơi rồi các bạn. Nếu các bạn thấy hay và muốn mình tiếp tục lên đây để kiểm chứng cái gì đấy thì hãy comment xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, mình phải đi học đây. Cheers.